Chào các bạn. Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một cấu trúc điều kiện rất quan trọng ở trong ngôn ngữ lập trình Java. Thì thông thường trong các ngôn ngữ lập trình chúng ta sẽ có hai loại cấu trúc điều kiện, đó là cấu trúc if-else và cấu trúc switch case. Cấu trúc switch case là cấu trúc mà dùng để đánh giá giá trị của một biến, một biểu thức và so sánh giá trị của nó với một hoặc nhiều các giá trị ở trong chương trình. Cấu trúc switch case có thể nói là nó tương tự như là cấu trúc if-else bậc thang, if-else if. Tuy nhiên thì cấu trúc switch case được khuyến nghị sử dụng khi mà chương trình có nhiều điều kiện và cần phải có nhiều nhánh. Khi chương trình mà có ít nhánh, chúng ta có thể dùng cấu trúc if-else để sử dụng. Tuy nhiên, nếu chương trình mà có nhiều nhánh thì chúng ta nên dùng cấu trúc switch case, vì nó sẽ giúp cho chúng ta được tường minh hơn và nó sẽ dễ hiểu hơn ở trong chương trình. Thì tuy nhiên các bạn cần nhớ là đối với cấu trúc switch case thì toán tử điều kiện để kiểm tra thì thông thường sẽ là toán tử so sánh bằng. Thế còn toán tử mà để kiểm tra trong cấu trúc if-else bậc thang thì sẽ là toán tử là so sánh có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn, vân vân. Để hiểu rõ hơn về cấu trúc switch case, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu switch case. Ở đây thì mình sẽ đưa ra một cái ví dụ rất dễ hiểu để các bạn có thể nắm được. Chúng ta lại quay về đúng cái ví dụ, đó là ngày tháng. Thì chúng ta cũng sẽ làm ngày tháng. Chúng ta có biến đây. Sau đó chúng ta dùng cấu trúc switch để đánh giá giá trị của biến đây. Cú pháp của nó ở đây. Đó. Trong cấu trúc switch này thì sẽ có nhiều case. Ví dụ chúng ta là case 1. Đó. Chúng ta in ra. Nào, chấm print. Monday. Và một cái điều các bạn đặc biệt phải chú ý đó là kết thúc một case ở trong switch case, chúng ta cần có câu lệnh break. Lệnh break dùng để kết thúc một case ở trong switch case. Nếu như các bạn không dùng lệnh break thì sau khi kết thúc case đó, chương trình sẽ thực hiện các case tiếp theo cho đến khi gặp lệnh break, đúng không? Đối với case 1 này thì chương trình sẽ thực hiện là gì ạ? Chương trình sẽ đánh giá giá trị, câu lệnh của nó sẽ tương đương với việc là sẽ đánh giá là đây bằng bằng 1. Đó. Tức là chương trình sẽ kiểm tra xem giá trị của biến đây này có bằng 1 hay không. Nếu mà giá trị của đây bằng 1 thì sẽ thực hiện thân của cây 1. Sau đó là các cái cây tiếp theo. Để cho nhanh mình sẽ copy paste. Chú ý là giá trị của các cây này thì sẽ là không được trùng nhau, phải là duy nhất. Chúng ta có thể thấy là chương trình mà nhiều cây như thế này mà chúng ta dùng switch case thì sẽ rất, chúng ta dùng if else if, nếu nhiều cây thì sẽ rất là dối. Vì vậy cho nên là chúng ta nên dùng switch case. Wednesday, Friday, Saturday, cuối cùng sẽ là Sunday. Và trong cấu trúc switch case thì nó còn một cái case nữa, đó là default. Default ở đây ấy, là ứng với khối L ở trong if-else bậc thang ấy. Default đại diện cho tất cả các trường hợp còn lại. Đó, tức là khi mà giá trị của biến mà không trùng với một trong các cái case ở trong các cái switch case trong, thì chương trình sẽ thực hiện là khối default invalid day. Đó, ở đây tôi sẽ in ra là ngày không hợp lệ. Sau đó chúng ta sẽ chạy chương trình. Ở đây chúng ta có biến đây bằng 3 sẽ ứng với cây 3, tức là in ra là Wednesday. Chúng ta chạy xem. Đó, thì như vậy chúng ta có thể nhìn thấy là chương trình đã in ra đúng cái giá trị là Wednesday, đúng không ạ? Chúng ta nên dùng switch case trong trường hợp mà có chương trình có nhiều nhánh.
thì nó sẽ đỡ bị rối. Thế còn nếu mà trong trường hợp mà chúng ta in ra là đây bằng 13 thì rõ ràng 13 nó sẽ không trùng với các cái cây ở trên, đúng không ạ? Thì như vậy là chương trình sẽ thực hiện là gì ạ? In ra là invalid day của default. Chúng ta thấy là chương trình đã in ra đúng như chúng ta mong muốn. Như vậy chúng ta đã tìm hiểu về cấu trúc, ý nghĩa của cấu trúc suýt cây ở trong chương trình Java. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn học tốt.